Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Văn Tâm, giám đốc bệnh viện phụ sản Hải Phòng vừa thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ NTM sinh năm 1963. Đây là người phụ nữ cao tuổi nhất đến thời điểm này sinh con tại bệnh viện. Bà M sản phụ chia sẻ, vợ chồng bà đã có hai người con, một gái một trai. Con gái lớn hiện đang định cư ở nước ngoài, người con trai không may tai nạn qua đời năm 20 tuổi. Sau biến cố của con trai, vợ chồng bà vô cùng đau khổ, buồn bã và cô quạnh. Ước mong có người con bên cạnh cho vui cửa vui nhà nhưng mãi không thể thực hiện có lẽ do tuổi ông bà ngày một cao khả năng có thai tự nhiên không thể thực hiện được qua tìm hiểu ông bà biết được có nhiều người phụ nữ tuổi như bà vẫn sinh con nếu có sự trợ giúp của kỹ thuật ivf sau nhiều đắn đo cân nhắc ông bà quyết định trao đổi với con gái và những người thân trong gia đình ông bà được mọi người nhiệt tình ủng hộ làm ông bà vô cùng phấn khởi giúp có thêm nghị lực niềm tin để thực hiện ý nguyện của mình Năm 2022, khi bà đã ở tuổi 59, chồng đã 62, ông bà đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản để bày tỏ nguyện vọng được làm IVF. Các bác sĩ đã trao đổi những băn khoăn lo lắng, tuổi bà đã cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhưng khát vọng, nghị lực, niềm tin của vợ chồng bà đã thuyết phục họ và quy trình IVF đã được thực hiện như nguyện vọng của vợ chồng bà mong muốn thật kỳ diệu, lần chuyển phôi thứ hai đã thành công. Thai kỳ diễn ra thuận lợi. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, bà M có dấu hiệu chuyển dạ. Trực tiếp vào giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tâm, giám đốc bệnh viện thực hiện ca mổ đẻ cho bà. Bé gái nặng 3,1 kg chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của gia đình. Ở độ tuổi U60, không còn là độ tuổi thích hợp để phụ nữ sinh con. Nhưng vì một điều kiện hoàn cảnh nào đó, họ vẫn mong muốn được làm mẹ, dù tuổi đã cao. Điều cần ở họ chính là khát vọng, nghị lực và niềm tin. Dù ở tuổi nào, mang thai và sinh nở luôn là những trải nghiệm tuyệt vời đối với người phụ nữ. Được biết trước đó, tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từng có hai ca sinh con ở tuổi 51 và 54.